Sáng ngày 17 tháng 7, trao đổi với phóng viên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cho biết, việc Hà Nội ghi nhận thêm các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng là vấn đề đã được nhận định từ trước. Theo ông Tuấn, hiện nay đối với chùm ca bệnh liên quan đến nữ nhân viên ngân hàng làm việc tại tòa nhà số 27 Lý Thường Kiệt ở chung cư Sunshine Hoàng Mai, đến nay đã xác định 7 trường hợp là người thân trong gia đình cũng dương tính với SARS-CoV-2. Bước đầu, kết quả xét nghiệm của các nhân viên làm cùng với nữ nhân viên ngân hàng ở 27 Lý Thường Kiệt đều âm tính với SARS-CoV-2, trong khi đó đã có ít nhất 6 người thân của người này dương tính, trong đó có mẹ, con, bác. Do đó có thể nhận định nguồn lây bệnh cho nữ nhân viên ngân hàng xuất phát từ gia đình chứ không phải từ ngân hàng, ông Tuấn nói. Về trường hợp bán xổ số Vietlott tại 58 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội được xác định dương tính với SARS-CoV-2, theo ông Tuấn, trường hợp này cũng ở gần khu vực với chủng ca bệnh liên quan đến gia đình nữ nhân viên ngân hàng nên bước đầu có thể nguồn lây cũng xuất phát từ đây. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát để xác định cụ thể. Đối với trường hợp anh họ của nữ nhân viên ngân hàng này có địa chỉ ở Láng Hạ, Đống Đa, theo ông Tuấn, dù anh này không tiếp xúc với nữ nhân viên ngân hàng nhưng cũng là người thân trong gia đình nên có thể tiếp xúc với các thành viên khác và bị lây nhiễm. Cũng theo lãnh đạo CDC Hà Nội, hiện nay các chùm ca bệnh này trên địa bàn như tại khu công nghiệp Thăng Long, chùm ca bệnh tại Mỹ Đức, chùm ca bệnh liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh và kể cả chùm ca bệnh tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết kế Cơ khí thuộc Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ đều xác định được nguồn lây. Các trường hợp có liên quan cơ bản được khoanh vùng. Sáng ngày 17 tháng 7, Hà Nội công bố 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 6 người là F1 của nữ nhân viên ngân hàng Vietinbank. Chi tiết 13 ca nghi mắc mới như sau. 1. Bệnh nhân TTMH, nữ sinh năm 1969, là F1, mẹ của bệnh nhân TTH, địa chỉ 87/259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. 2. Bệnh nhân LHH, nam sinh năm 1963, là F1, bác của bệnh nhân TTH, có địa chỉ tại 87/259 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, mệt mỏi, đau người, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và chuyển điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 3. Bệnh nhân NHBT, nữ sinh năm 2017, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là con của bệnh nhân TTH. Ngày 16 tháng 7 có biểu hiện sốt, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 4. Bệnh nhân TTMH, nữ sinh năm 1963, địa chỉ Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là bác của bệnh nhân TTH, sống bên cạnh nhà bố mẹ bệnh nhân TTH, tiếp xúc với bệnh nhân TTH vào ngày 15 tháng 7. Ngày 16 tháng 7 có biểu hiện đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 5. Bệnh nhân DHM, nam sinh năm 1948, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là bác của bệnh nhân TTH, chồng của bệnh nhân TTMH, tiếp xúc với bệnh nhân TTH vào ngày 15 tháng 7. Ngày 16 tháng 7, có biểu hiện đau họng, mệt mỏi, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 6. Bệnh nhân DHDL, nữ sinh năm 2020, địa chỉ Hàng Bột, Đống Đa. Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân TTH, cháu nội ở nhà với ông bà TTMH và DHM, tiếp xúc gần nhất vào ngày 14 tháng 7, sau đó về nhà ở Đống Đa. Ngày 16 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 7. Bệnh nhân TCT, nam sinh năm 1990, địa chỉ Láng Hạ, Đống Đa. Bệnh nhân làm nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ Việt Nam, 59 Quang Trung, Nguyễn Du và là anh họ của bệnh nhân TTH, nhân viên ngân hàng Vietinbank, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm. Đêm ngày 16 tháng 7 có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Hồng Ngọc thực hiện. 8. Bệnh nhân NMC, nam sinh năm 1978, địa chỉ Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân bán Vietlott tại 58 Lĩnh Nam. Ngày 16 tháng 7 có triệu chứng sốt, đau người, đi khám tại Bệnh viện Hồng Ngọc, xét nghiệm test nhanh dương tính. 9. Bệnh nhân TTD, nữ sinh năm 1987, địa chỉ Vạn Phúc, Hà Đông. Bệnh nhân làm việc cùng mẹ bệnh nhân TTH tại công ty vận tải Hà Nội. Ngày 16 tháng 7, bệnh nhân có sốt, đi khám và xét nghiệm tại Bệnh viện Quân y 103, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. 10. Bệnh nhân TTD, nam sinh năm 2020, địa chỉ số 71/16/61 Đỗ Xuân Hợp, tổ 15, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là F1, là em của bệnh nhân 30540, cùng bay trên chuyến bay QH244 từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội vào ngày 4 tháng 7 năm 2021. 11. Bệnh nhân DHM, nam sinh năm 1948, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, là bác của bệnh nhân TTH, chồng của bệnh nhân TTMH, tiếp xúc với bệnh nhân TTH vào ngày 15 tháng 7. Ngày 16 tháng 7 có biểu hiện mệt mỏi, đau họng, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
12 bệnh nhân DHDL, nữ sinh năm 2020, địa chỉ Hàng Bột, Đống Đa, bệnh nhân là cháu của bệnh nhân TTH, cháu nội ở nhà với ông bà TTMH và DHM, tiếp xúc gần nhất vào ngày 14 tháng 7, sau đó về nhà ở Đống Đa. Ngày 16 tháng 7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, số ca mắc tại Hà Nội từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 376 trường hợp. Tiếp tục bản tin là các thông tin thời sự đáng chú ý. Đây là 3 chiếc xe khách của nhà xe San Hiền bị lực lượng chức năng huyện Yên Thành phát hiện và xử lý vào ngày 13 tháng 7 khi chở 47 hành khách từ tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Nghệ An. Trong đó xe biển kiểm soát 29B61680 chạy không đúng luồng tuyến. Tất cả số hành khách trên và lái xe đều đã được kịp thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Em ký đi vào là ngày 11 tháng 7, mà đi về vào xong là về là ngày 12 tháng 7, là về đến nhà là 13 tháng 7. Em trở về đến đây là vừa cả lái cả phụ là 26 người. Về luồng tuyến thì không có luồng tuyến, xe chạy vô. Thì lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý lập biên bản, công an huyện Yên Thành đang cùng với ban chống dịch của huyện Yên Thành đang tiếp tục điều ra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tỉnh Nghệ An hiện có hàng trăm nghìn người đi làm công nhân, lao động tự do tại các tỉnh thành phía Bắc và phía Nam. Riêng huyện Yên Thành có khoảng 20.000 người. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều người đã tìm mọi cách để về quê. Nhiều nhà xe cũng lợi dụng nhu cầu này, tìm cách để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng, chở người từ vùng dịch về. Đây là nguy cơ tiềm ẩn để lây nhiễm dịch bệnh. Em là làm ở quận 12 mà chạy xe có người chở từ quận 12 xuống ở bên xe Tam Hiệp. Bởi vì ở trong đây cũng làm được mà lại cái khu vực chỗ em là chưa có dịch. Cho nên em phải về không, đến lúc phong tỏa thì dịch bệnh lấy không về được. Các khi con em lao động người Yên Thành mà ở vùng dịch trở về đi không được hợp pháp. Đối với nhà xe thì huyện chỉ đạo với công an là căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện, để xử lý hành chính hoặc hình sự một cách kiên quyết để làm gương những xe nhà xe khác. Đối với những người đi trên xe thì căn cứ vì là họ đi từ cái vùng đã phong tỏa, cho nên á về thì vẫn tiếp tục cách ly tập trung đủ 21 ngày, đồng thời sẽ xử lý hành chính. Tỉnh Nghệ An hiện đang duy trì một số chốt để kiểm soát người về từ vùng dịch, trên cơ sở tạo điều kiện cho người dân, nhưng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ngoài cử lực lượng tham gia các cái chốt kiểm soát trên cái đường quốc lộ và đường Hồ Chí Minh thì lực lượng giao thông còn tăng cường tuần tra kiểm soát và kịp thời xử lý các cái phương tiện của những người nếu như có cái trường hợp mà vi phạm thì cũng kiên quyết xử lý theo quy định, xử lý nghiêm theo quy định. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi và đến 15 tỉnh thành phố trên cả nước và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo. Now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam. Thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. Now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444 501 365.